Nga phẫn nộ khi áo trục xuất hai nhà ngoại giao, tuyên bố chắc chắn trả đũa. Giới chuyên gia nhận định Mỹ đang tìm cách rút lui danh dự khỏi Ukraine. Hé lộ lý do khiến tàu chiến Nga phải chịu thua trước xuồng cảm tử của Ukraine. Ngày 13 tháng 3, tờ Daily Mail đưa tin, Moscow đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi Áo trục xuất hai nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Nga. Cụ thể, phía Áo đã thông báo, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết rằng các nhà ngoại giao này đã hành động theo cách không phù hợp với vị trí ngoại giao của họ. Ngoài ra, hai nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi Áo trong ngày 19 tháng 3 tới đây. Đại sứ quán Nga tại Viên cho biết họ rất phẫn nộ với quyết định hoàn toàn mang tính chính trị của Áo. Đồng thời, Đại sứ quán Nga khẳng định nước Áo chưa hề cung cấp bất cứ bằng chứng nào, dù là nhỏ nhất, về hành động không phù hợp của hai nhà ngoại giao bị trục xuất. Trên ứng dụng Telegram, Đại sứ quán Nga tuyên bố rằng Moscow chắc chắn sẽ đáp trả và khẳng định hành động của Viên chính là nguyên nhân khiến quan hệ song phương thêm phần xấu đi. Quyết định nêu trên nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị Áo trục xuất kể từ năm 2020 lên 11 người. Hiện vẫn chưa rõ liệu rằng các vụ trục xuất có liên quan đến nhau hay không. Nhiều quan chức từng khẳng định một vài vụ trục xuất trước đây có liên quan đến hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, Áo chưa từng xác nhận thông tin này. Viên là trung tâm ngoại giao lớn, nơi có Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, và các tổ chức của Liên Hợp Quốc như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Những nước lớn như Nga, Mỹ thường có đại sứ riêng tại Áo, OSCE và các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc. Áo là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, duy trì quan điểm trung lập, vốn có mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Đất nước 9 triệu dân có truyền thống coi mình là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Trước khi chiến sự Ukraine bùng phát, Áo hiếm khi trục xuất ngoại giao. Áo chỉ từng trục xuất một nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp vào tháng 4 năm 2020. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga vào tháng 4 năm 2022 trong phản ứng phối hợp với EU liên quan cáo buộc quân đội Nga sát hại dân thường ở vùng ngoại ô Bucha của Kiev. Nga bác bỏ, cho rằng sự việc ở Bucha là hình ảnh dàn dựng để tạo cớ cho hoạt động biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Moscow. Tháng 2 năm ngoái, Áo tiếp tục trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga, trong đó có 2 người được Liên Hợp Quốc công nhận ở Viên. Nga đáp trả bằng cách trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo. Ngày 13 tháng 3, hãng tin Nga RIA Novosti đã đăng một bài bình luận cho rằng trước kết quả rõ ràng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, tại thủ đô của các nước phương Tây, sự hỗn loạn đang ngự trị và nó đã chuyển từ sự kinh ngạc sang sự hoảng loạn. Trong khi đó, bài bình luận của hãng tin Mỹ Politico có tựa đề Tại sao phương Tây đã mất Ukraine lại đặt ra một câu hỏi không lời hồi đáp là làm thế nào mà phương Tây với các tàu sân bay và tiềm năng kinh tế tổng hợp 60.000 tỷ đô la Mỹ vượt trội hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nga và Iran cộng lại không thể chiến thắng một quốc gia hậu Xô Viết đang suy thoái và cuối cùng phải quỳ gối trước ông Putin. Mạng lưới phân tích chiến lược RASNSA, một tổ chức tư vấn chiến lược của Bộ Quốc phòng Canada, đã công bố một báo cáo dài nhiều trang với tiêu đề Chiến lược của phương Tây ở Ukraine là gì? Từ bỏ sau khi phòng thủ bằng tất cả sức mạnh của mình, đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây có một tài liệu từ phương Tây mô tả rõ ràng những lựa chọn của các nhà lãnh đạo Mỹ và các đồng minh, cũng như những gì mà phương Tây sở hữu. Hãng thông tấn Nga đã lựa chọn và công bố những điểm chính của tài liệu thực tế và chân thực đến kinh ngạc này. Một chiến thắng quân sự cho Ukraine được coi là vô cùng khó khăn, thậm chí khi nhận được sự hỗ trợ liên tục từ phương Tây. Chiến thắng ở đây được hiểu theo nghĩa giành lại lãnh thổ không còn được bàn đến nữa. Không chỉ vậy, Nga đang có đà tiến thuận lợi và chưa có ý định dừng lại. Trong khi đó, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc với xung đột đang nảy sinh giữa Zelensky, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo phương Tây được cho là đứng sau lưng ông. Tại phương Tây, sự chia rẽ xã hội ngày càng sâu sắc và số lượng người phản đối việc trợ giúp cho Ukraine đang tăng lên với khẩu hiệu tiền của Mỹ dành cho người Mỹ. Bên cạnh đó, những người muốn kết thúc xung đột nhanh chóng đang ngày càng gia tăng. Phương Tây không thể tiếp tục che giấu hành vi bòn rút viện trợ và tham nhũng của chính quyền Kiev với mô tả là người ta ăn trộm như thể không có ngày mai. Sau hơn 2 năm chiến sự, Kiev đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn nhân lực khi độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine sắp xỉ 43 tuổi và họ sẽ sớm không còn ai để chiến đấu, ngay cả khi phương Tây cung cấp vũ khí. Trái lại, Nga sẵn sàng điều 5 binh sĩ của mình để chống lại một lính Ukraine. Ukraine thực tế đã cạn kiệt kho vũ khí của Liên Xô, trong khi kho vũ khí và đạn dược từ phương Tây được cung cấp với số lượng nhỏ bởi Mỹ và Liên minh châu Âu không thể mở rộng việc cung cấp vũ khí cho Kiev vì lo ngại đến sự an toàn của chính mình. Tâm trạng chung ở phương Tây đang có sự thay đổi đáng kể, từ niềm tin vào chiến thắng tuyệt đối của Ukraine chuyển sang nhận thức về sự cần thiết của việc đạt được thỏa thuận với Nga về bất kỳ điều khoản nào, bao gồm cả những nhượng bộ lãnh thổ không thể tưởng tượng trước đây.
phương Tây được cho là sẽ thất bại trong cuộc chiến tiêu hao trước Nga và các đồng minh. Số phận của Ukraine sẽ được quyết định bởi các quốc gia khác, trong khi tư cách thành viên NATO không được thảo luận. Theo giới chuyên gia quân sự, Nhà Trắng đã đánh giá sai sức mạnh của mình và bị cuốn vào một cuộc xung đột mà họ không thể chiến thắng. Hoa Kỳ không có lợi ích cụ thể ở Ukraine, tham gia vào cuộc xung đột sẽ làm mất đi các nguồn lực cần thiết cho các lĩnh vực quan trọng hơn. Bởi vậy, phương Tây cần tạo điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời giữ thể hiện trước Nga. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng phải thừa nhận cần thiết phải từ bỏ Ukraine. Châu Âu sẽ buộc phải tuân theo mọi quyết định của Hoa Kỳ. Báo cáo của RASNSA chỉ ra rằng, dựa trên những phân tích và nhận định trên, rằng căn cứ vào tình hình thực tế của cuộc xung đột Nga-Ukraine, chiến lược hợp lý nhất của Mỹ, EU và NATO là rút lui khỏi cuộc chiến, để lại Ukraine với tình trạng hỗn độn mà chính phương Tây đã gây ra. Tuần trước, một video được công bố trên các kênh Telegram Nga cho thấy, thủy thủ trên tàu đổ bộ Sesa Kunikov của hạm đội Biển Đen sử dụng đèn pha để quét mặt biển và phát hiện xuồng cảm từ Magura V5 của Ukraine tiến lại gần trong đêm. Thủy thủ Nga tiếp tục sử dụng súng máy và súng bộ binh để tấn công xuồng cảm từ, trong khi nó di chuyển ra xa để tìm góc tấn công phù hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều xuồng Magura V5 mà Ukraine triển khai để thực hiện cuộc tấn công. Một kênh Telegram Nga chỉ ra rằng, Hải quân Ukraine dùng 10 xuồng cảm từ tấn công tàu Sesa Kunikov. Trong trận chiến kéo dài 20 phút, thủy thủ tàu Nga phá hủy 4 xuồng cảm từ đầu tiên, nhưng chiếc thứ 5 đâm vào phần đuôi khiến chiến hạm mất khả năng cơ động. Khi tàu Sesa Kunikov ngừng di chuyển, xuồng cảm từ của Ukraine nửa sau thân chiến hạm ở mạn trái nhằm làm lật tàu. Chiếc xuồng thứ 9 lao vào mạn trái của tàu và gần như phát nổ bên trong. Tài khoản Telegram của một phi công tiêm kích Nga, Fighter Bomber thừa nhận, không có cách nào cứu con tàu đang nghiêng về mạn trái. Từ lúc phát hiện xuồng cảm từ của Ukraine, từ khi chiến hạm ngập hoàn toàn là hơn 40 phút. Thủy thủ đoàn rời chiến hạm bằng xuồng cứu sinh, không tổn thất về nhân sự, mang theo toàn bộ tài liệu mật và một phần thiết bị nhạy cảm. Chiếc xuồng cảm từ thứ 10 của Ukraine theo dõi chiến hạm Sesa Kunikov ở phía xa khi nó đang chìm, sau đó cố gắng tấn công tàu kéo đi cùng nhưng bị thủy thủ trên tàu đó bắn hạ. Trước đó, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR đã công bố video cho thấy một số xuồng cảm từ của nước này lao về phía tàu Sesa Kunikov. Trong video, đài chỉ huy của tàu bốc cháy và có những vết đạn súng máy được bắn từ chiến hạm Nga khi xuồng cảm từ tiến lại gần. Biên tập viên Thomas Nudik của TVKZ nhận định, điều đó thể hiện các vụ tập kích kiểu này được Ukraine lên kế hoạch lẫn phối hợp thực hiện nhịp nhàng ra sao. Họ sử dụng một xuồng cảm từ làm mồi nhử để khiến thủy thủ đoàn Nga mất tập trung, trong lúc một số chiếc khác liên tục nhắm vào điểm yếu trên thân tàu. Theo chuyên gia Nudik, vụ chìm tàu Sesa Kunikov là minh chứng cho việc hạm đội Biển Đen của Nga dễ bị tổn thương trước các vụ tập kích của Ukraine, đặc biệt là những vụ liên quan đến xuồng cảm từ. Ngày 6 tháng 2, dường như cũng sử dụng chiến thuật phối hợp này để thực hiện vụ tập kích khiến tàu tuần tra Sergei Kotov bị hư hỏng nặng và chìm. Video được truyền thông Nga công bố cho thấy, thủy thủ đoàn tàu Sergei Kotov phát hiện một số xuồng cảm từ của Ukraine lao tới từ phía sau và mở bắn súng máy để ngăn chặn. Mặc dù vậy, chuyên gia David Ace của tờ Forbes cho biết, nhóm xuồng cảm từ bám theo tàu Sergei Kotov không tiến hành tấn công trực tiếp mà tìm cách buộc chiến hạm này di chuyển ra vùng nước rộng bên ngoài thị trấn cảng Feodosia. Tại đây, một nhóm xuồng cảm từ khác của Ukraine đã sẵn sàng và tiến hành tấn công đồng loạt. Chuyên gia AC nhận định, thay vì điều khiển từng chiếc tìm cách xâm nhập khu vực chiến hạm Nga neo đậu, Ukraine đã sử dụng chiến thuật tấn công bầy đàn bằng trận địa phục kích. Điều đó cho thấy đơn vị vận hành xuồng cảm từ của Ukraine đã phối hợp rất chặt chẽ khi tung đòn, áp đảo và thậm chí dồn ép chiến hạm Nga. Video được đăng tải bởi tình báo Ukraine đã cho thấy xuồng cảm từ Magura V5 tấn công cả hai mạn của tàu Sergei Kotov. Ít nhất một xuồng cảm từ đã lao vào lỗ hổng trên thân tàu Sergei Kotov, được tạo ra từ đòn tấn công trước đó và sau đó phát nổ bên trong. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, lực lượng Nga đã cố gắng kéo chiến hạm Sergei Kotov về cảng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, việc hư hại quá nghiêm trọng đã khiến con tàu chìm ở vùng nước ngoài khơi phía đông nam bán đảo Crimea. Theo thông tin từ Ukraine, một xuồng cảm từ Magura V5 có giá khoảng 250.000 đô la Mỹ. Khi sử dụng 5 chiếc Magura V5 để tấn công tàu Sergei Kotov, Ukraine chỉ mất khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ để đánh đắm một tàu chiến Nga có giá trị hơn 65 triệu đô la Mỹ. Ông Niu Đức nhận xét, video về vụ tập kích tàu đổ bộ Sesa Kunikov cho thấy thực tế khắc nghiệt khi một chiến hạm mặt nước bị mối đe dọa mới tấn công, cùng những nỗ lực phút chót để bảo vệ con tàu trong vô vọng. Chuyên gia Niu Đức đánh giá, điều này có thể thúc đẩy cách tiếp cận mới của Hải quân Nga. Video cũng nêu bật thách thức của nỗ lực phòng thủ trước đòn tập kích phối hợp chặt chẽ giữa nhiều xuồng cảm từ. Kênh Riba nhận định,
bán đảo Crimea và hạm đội Biển Đen là mục tiêu tập kích hàng đầu của Ukraine, khi danh tiếng của họ tổn hại nghiêm trọng vì thành trì Andiivka thất thủ và chiến dịch đổ bộ lên đảo Tenrovskaya bị đẩy lùi. Ukraine nhiều lần dùng tên lửa, UAV và xuồng cảm tử tấn công các mục tiêu trên và quanh Crimea, bán đảo mà Nga sắp nhập năm 2014. Hải quân Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 40 chiến hạm và tàu thuyền thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, tương đương nửa lực lượng hạm đội, từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát. Lực lượng Ukraine cũng nhiều lần tấn công cầu Crimea, còn gọi là cách nối giữa bán đảo và phần còn lại của nước Nga. Ukraine muốn phá hủy công trình do cây cầu có giá trị chiến lược về mặt quân sự và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng về chính trị.